Hello, chào mọi người nha. Đây là tiếng Anh xe dắt của nhà anh Lào mọi người. Em nhà anh Lào nè. Đây. Hôm nay là trời nắng rất là đẹp mọi người. Đây. Anh em thợ đây xây tường 200 mọi người. Đây. Em chào mọi người lên. Chào mọi người. Lâu quá đồng chí Liên mới quay lại nha mọi người. Chào mọi người. Ơi. Chào tiếng nước ngoài đi. Cái chính giữa mình không bảo hộ vô luôn đặt luôn. À, mọi người bên đây làm cách âm và chống thấm nha mọi người nha, sẽ đặt luôn đây, tường 200 sẽ đặt nha mọi người. Đây nhà anh Lào cột cũng đã khô rồi mọi người, gạch thì nó hơi ướt quá, bữa giờ mưa quá trời quá chẳng xây được gì. Lào thì biển gió ở nhà rồi mọi người à. Đó. Cái tài sản là xây được 2 bấn rồi mọi người, 3 bấn. Năm lớp cuối một lớp nha mọi người. Đây nha. Sử dụng thì đặt nha mọi người. Đây nè mọi người. Năm lớp cuối một lớp cách âm mà chống thấm luôn mọi người. Nó hiện giờ đang anh kia đang tới lớp đó cuối mọi người. Gạch thế hoài đó mình chỉnh hết chưa anh Lào? Ở ngoài đó chưa có chuyển đường xuyên chỉnh thì mấy đứa nó chuyển vô thêm này nó chỉ với những khách thôi rồi vô đây luôn hả? À, có không thấy không? Anh trời hôm nay rất là trong mọi người, hôm giờ là mưa là không được gì hết. Báo không biết. Tí nữa xây lên vài lớp cho nó bà nhọn hả? À. Xong rồi mình bắt cái vàng nó dài từ đây tới đây luôn, xây cho dễ. Mình xây từ vài lớp nữa, 2-3 lớp thì nữa, mình bắt cái vàng xây cho dễ. Đâu có gì đâu, thấp, xây cho trong mày. Chơi lên vàng cao mình ngồi cái mình chồm chết mà luôn. Đó, xây từ đó. Chờ lên 2 lớp 3 lớp gì nữa. Khổ lắm.
xây thêm đi, đứng dậy xây được mà, xây nhà trong á, mặt ngoài xây nhà trong, mặt trong xây nhà ngoài. Đưa mặt trước cho mọi người. Cột cũng đổ ra hết rồi mọi người. Khô hết rồi mọi người ơi. Đây là phòng mọi người. Tôi lấy gạch thẹn nữa nữa rồi anh không? Bây giờ mình đứng đây mình chờ mình xây 2-3 lớp nữa đi. Bạn này nó còn hơn mét không mọi người. Qua kia là nắng quá chừng. Cái bồn ra bên đó có lấy không à? Giờ là lên vàng chuẩn bị là xe chết lên cao rồi mọi người. Để còn đắp vàng vô. Bắt riêng này dễ rinh. Bắt riêng này dễ rinh. Rinh đi đâu nữa? Nghĩa là bắt riêng là mình dễ rinh, mình dễ gỡ. Không bắt chung. Không cần bắt chung. Một chéo thôi, bắt cái gần chéo bên kia gặm gần vàng nó là xong. Bắt hai bộ riêng ra. Rồi bây giờ đến đây mình xin kết thúc mọi người. Cảm ơn mọi người xem video.